Quy không biết làm, Quy lo ăn không hả con? Chịu làm gì vậy, Quy biết không? Làm kem chuối gì kiểu biết không? Mợ ba chỉ làm cái gì? Giải mít này vô đây. Mợ ba chỉ làm gì kiểu biết không kiểu? Con gãi cho đều á, con gãi chỗ dày, chỗ mỏng mỏng á con. Quy nó ăn hết mít rồi, lấy cái gì? Quy ăn mít rồi đây nè con, chút chút rồi xắt cái miếng nhỏ ra cho Quy ăn. Quy gì không cho vậy, hai tôi kêu Quy làm luôn, hỏi ăn luôn đó. Rồi thằng Quy mới ăn mít quá chắc thiệt luôn đi. Cho ăn đi con, mít nhiều lắm, Còn nhóc hồi cắt ra nữa. Cho Quy ăn đi con. Mình làm không có hết đâu. Mình làm không có hết.